Nam Tép kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay Nam Tép xin phép test cái dàn karaoke cho một cái bác khách ở Hải Phòng. Thì bác có nhu cầu đặt một cái dàn karaoke nó rơi vào tầm khoảng 20 triệu lùn lại. Thì sau khi mà cân nhắc mà cũng theo kinh nghiệm phối ghép của bên em và cũng lựa chọn những cái thiết bị tốt nhất cho cái dàn karaoke của bác, thì em xin giới thiệu cái thiết bị mà em đã lên cấu hình cho bác hôm nay. Thứ nhất là đôi loa lead audio. Đây là một cái đôi loa phải nói rằng là rất chi là hay, cực kỳ là hay. Rất nhiều các bác đến nhà em mà khi mà test so sánh những cái dòng loa mà cuối cùng vẫn chọn cái dòng loa lead này. Cái loa này nó có một cái nhược điểm duy nhất, đó là về màu, nó màu trắng. Rất nhiều các bác không thích, các bác thích màu đen nhiều hơn màu trắng. Thì chính vì thế là cái đôi loa này là còn mấy đôi là em vừa rồi là em xả. Tức là trước đây là nếu các bác để ý rằng cái loa này em đang là 10 triệu rưỡi. Tuy nhiên là khi mà bọn em xả thì bọn em xả 9 triệu. 9 triệu thì hôm nay bác lắp một cái dàn karaoke thì đây là một cái đôi loa cực kỳ là hay. Phải nói em khẳng định là không phải em vì dỡ hay thế nào mà em xả hàng cái loa này. Tại vì là cái kích thước của nó nhiều bác không thích. Em phải bán giảm giá, giảm này xả đi để làm cái loa mới, tức là lấy kho nhập loa mới, cho nên mà mới có giá tốt như thế này. Chứ còn thực ra cái loa này không có cái giá là 9 triệu và các bác nhé. Tuy nhiên cái chất âm của nó là đảm bảo các bác là cực hay. Nếu như mà chất ra về các bác lắp karaoke để một đôi loa cực kỳ là hay, em đánh giá nó còn cao hơn cả B3 đấy, cao hơn B3. Khi mà đã bác hiểu là khi mà đã đặt một dàn karaoke, nếu mà em chỉ cần trong toàn bộ những cái thiết bị ở đây, em chỉ cần đưa vào một cái thiết bị nó không hay đi, thì toàn bộ những cái thiết bị hay ở trên đây nó đều là công cốc hết. Giả sử như bây giờ đẩy hay, vang hay, mic hay nhưng loa dở thì dàn karaoke sẽ dở, hoặc là bất kỳ vang hay, đẩy hay mà mic dở thì nó cũng là dở. Cho nên mà khi mà đã ghép cái dàn này thì bên em rất chỉ là cân nhắc và đưa những cái thiết bị thực sự là nó phải tốt, nó chuẩn, tất cả những thiết bị là phải chuẩn thì nó mới được phát huy tối đa những cái thiết bị mà bên em đã ghép vào đây. Thì để xem chi tiết về cái loa này thì mời các bác xem lên kênh của em và lục cái loa là Lead Audio của Pháp, thì các bác xem là cái loa này phải nói là xịn từ con ốc bắt loa nó đều là loa ốc xịn luôn. Đó là về loa. Về đấy, con TD9 này thì là một trong những cái dòng đẩy em khẳng định là class TD mà hàng hiệu hiếm gặp nhất hiện nay trên thị trường. TD5 thì đã hiếm gặp rồi, nhưng TD9 nó còn hiếm gặp hơn. Con này là 900W một kênh, các bác có thể đánh được hai cặp full 4 tấc, đánh thậm chí đánh được cả súp luôn. 900W một kênh. Và con này em đây bán này là 5 triệu rưỡi một con các bác nhé. Con này là 900W một kênh, nên nhớ các bác là ở 8 ohm, chạy class TD, một trong những cái dòng mạch class hiệu suất cao mà tiếng hay nhất hiện nay thị trường. Class TD mà CB nữa là một cái thương hiệu của Mỹ và thương hiệu cực kỳ là xịn, tức là đẩy xịn, thương hiệu xịn và chạy mạch class. Con đấy này 5 triệu rưỡi. Con vang EIM. Con vang này thì em đã cân nhắc giữa vang số, vang cơ và vang cơ đai số. Sau khi mà cân nhắc đi thì em quyết định lựa chọn con vang EIM. Tại vì con vang này là mình đã bán trong thời gian qua rất là nhiều, hay, mạnh, khỏe, dễ chỉnh. Con vang này cực kỳ là hay. Đấy, hay. Không phải là em nói cái gì đây cũng hay cả. Tuy nhiên là khi mà đã ghép vào đây thì em phải đưa những thiết bị nó phải tốt, chứ không thể là đưa một cái thiết bị kém vào đây để được phá hư cái dàn của em. Thì con vang này thì nó rất dễ chỉnh. Các bác có thể tự chỉnh ở nhà, có muốn nghe nhạc hay gì thì các bác có thể là can thiệp vào nó rất chi là dễ. Tiếp con vang này là giá 2,3 triệu. Thiết bị cuối cùng trong dàn karaoke này mà cũng rất chi là quan trọng, đó là bộ mic karaoke Cabos của BBS. Cabos thông qua phân khúc cao cấp các bác nhá, của BBS nhá. Bộ mic này hàng đẹp, nguyên bản của nó, hàng xịn của nó, côn vàng. Bộ mic này em bán 2,7 triệu một bộ, hơn hẳn những cái dòng BBS truyền thống chúng ta đang dùng. Đây là gọi là phân khúc cao cấp của BBS các bác nhé. Mic này côn vàng các bác nhé. Đấy thì Cabos là model này SLX26 các bác nhé. SLX26 thì bây giờ em sẽ thử cho bác, thứ nhất là về tiếng mic, sau đây sẽ hát mà bác nghe một bài. Trước khi hát thì cũng nói luôn là các bác đừng có ném đá em, tại vì em bán loa cài vang các thứ thì giỏi nhưng mà hát thì không được giỏi. Hát thì đủ để mà mình cảm nhận được thôi, tức là mình hát để xem là em hát dở mà em hát được thì các bác sẽ hát hay cảm thấy là ok.
Đây các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ thử cho các bác nghe cái tiếng mic của nó này. Tiếng mic phải đủ là sạch, tiếng sạch, ấm tiếng, nhưng mà đủ sáng để mà nhẹ. Lên 1 2 lên 1 2 lên 1 2 lên lên. Đấy, các bác thấy được cái tiếng mic của nó phải nói là cực kỳ là sáng hay. Tiếng phần chung của nó không có phô, tép tép nhuyễn xịn. Phần chung phần bass của nó phải đủ ấm, đủ dày. Đấy như thế thì chúng ta hát nó mới sướng, là thứ nhất là nó không bị khô phô tiếng, thứ hai là khi mà chúng ta hát lên nốt cao nó không vỡ tiếng, nó không có bị đuối sức các bác nhé. Này, nếu các bác nào mua hàng loa này, bộ dàn này về không ngưng thì hoàn lại cho em trong vòng 2 ngày, cho các bác test 2 ngày. Tuy nhiên khi mà trả lại thì các bác, em sẽ không trừ lấy một của bác đúng một xu, tuy nhiên yêu cầu các bác phải trả cước lại cho em, trả cước em gửi hàng đi và trả cước gửi hàng về cho em. Em không lấy công đóng hàng, không lấy công vận chuyển gửi hàng hay gì hết. Tóm lại là em chỉ lấy cái cước nhà xe bao nhiêu thì các bác trả lại cái cước đó cho em. Đấy, cam kết thực sự là không ai bán như em, mà chỉ duy nhất là bọn em bán dám làm như thế, mà phải dàn nó phải hay bọn em mới dám làm như thế. Vâng, xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Xin chào và gặp lại các bác nhá.